khoảng 7 giờ sáng thì bữa nay là vẫn còn một cái con cà cuốn nó đẻ hơi trễ. Là thông thường thì nó đẻ suốt đêm. Ít có con nào nó đẻ ban ngày, tức là nó bữa nay thì lại có một cái con nó đẻ hơi trễ. Thì đây là cái con cà cuốn nó đẻ trên cái lưới nhựa nha. Là nó đang đẻ luôn. Thì khi nó đẻ thì nó sẽ sủi một lớp bọt trắng để mà nó dán cái trứng thì dính vô trong cái lưới nhựa. Thì cái ổ trứng này là nó số lượng nó cũng tương đối nhiều, nó khoảng hơn 100 trứng á. Nó còn đang đẻ tiếp nữa. Còn bên đây là cái ổ nó đẻ xong rồi. Thì hiện tại là chỗ trại giấy Thanh Tùng tôi là đang sử dụng cái lưới nhựa để thay thế những cái giá thể khác, để cho cái con cà cuốn nó sinh sản cũng như là nuôi thương phẩm. Thì ở đây tôi sử dụng toàn bộ là lưới nhựa hết. Đối với lại cái lưới nhựa thì nó có cái ưu điểm là cái độ bền nó cao. Thì khi mình đưa vô sử dụng thì mình sẽ đầu tư một lần, nó sẽ đỡ tốn kém về sau. Là mình trong quá trình nuôi thì mình không cần phải thay thế những cái vật liệu khác. Thì một cái khoanh nhựa như vậy là cà cuốn nó có thể đẻ vô trong đây là mấy ổ luôn. Như cái khoanh nhựa này là nó có 3 ổ nè. Nó có cái lợi thế là mình là làm nó đơn giản gọn nhẹ. Và cà cuốn thì nó cũng dễ sinh sản luôn, nó chỉ cần bám vô nó đẻ thôi, nó khá là đơn giản. Nó chỉ cần dán trứng vô như vậy thôi. Rồi ở đây tôi đem qua bên cái hồ để ấp. Thì thông thường đem qua ấp thì khoảng 7 ngày là nó nở thôi. Nó đẻ nó chỉ việc gắn cái trứng vô như vậy thôi nha. Nó khá là đơn giản. Thì nếu như mà mọi người thấy cái việc nuôi cà cuốn có thể phù hợp với điều kiện của mình thì đây là một cái kỹ thuật mà các bạn nên tham khảo. Thank you.
cái con cà cuốn nó đang giao phối. Thì trong suốt quá trình sinh sản thì cái con cà cuốn nó giao phối thường xuyên, tức là trong lúc nó chuẩn bị đẻ thì nó cũng giao phối, và nó đẻ đang đẻ thì nó ngưng lại nó cũng giao phối, tại vì nó sẽ thụ tinh ngay cái lúc sinh sản luôn, ngay lúc nó đẻ trứng luôn. Thì trong cái nếu mà nuôi cho cà cuốn đẻ trong cái lục bình á, cây lục bình á, cái cây bèo tây á, thì cái con cà cuốn nó đẻ xong thì nó sẽ giữ cái ổ trứng 7 ngày cho đến khi tức là đẻ xong thì con mái nó bỏ đi, còn con trống nó giữ cái ổ cho đến khi nở thì nó mới bỏ đi. Đương nhiên là khi nuôi trong cái cho đẻ bằng cái lưới nhựa này thì cái mình sẽ không có để cho cái con cà cuốn nó giữ ổ cho đến khi nở, là lý do là cái lưới nhựa này nó khô, nó không đủ cái độ ẩm, cho nên khi nó đẻ xong thì ở đây là tôi phải đem ra bên cái hồ để mà ấp. Thì khi nó đẻ trong lưới nhựa là bắt buộc phải đem qua cái hồ ấp nó mới nở được, còn nếu không là nó sẽ bị khô trứng hết.